chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Trước mắt các bạn đây là chiếc máy cắt cỏ đẩy tay tự hành Honda HRG465. Đây là một trong những cái mã máy cắt cỏ đẩy tay được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay. Đối với cái dòng Honda thì nhắc đến Honda thì ở Việt Nam nó là một cái tượng đài về thương hiệu. Những cái động cơ máy phát điện rồi là những cái động cơ xe máy nó đã thuyết phục hoàn toàn người dân Việt Nam mình khi mà sử dụng những cái sản phẩm của Honda. Honda cực kỳ mạnh, không kể tại Việt Nam mà trên thế giới. Nó đã được chứng minh qua rất là nhiều năm và rất nhiều dòng sản phẩm. Nhất là tại Việt Nam mình, nhắc đến thương hiệu xe máy thì các bạn có thể hiểu được luôn, Honda hàng đầu luôn. Honda bây giờ nó còn chiếm hết thị phần của Yamaha, dòng xe mô tô và máy cắt cỏ đẩy tay động cơ 4 kỳ cũng vậy. Thì Honda vượt trội hơn so với tất cả các đối thủ, ngay kể cả chiếc máy Thụy Điển LC356AWD tự hành ấy. Chiếc máy đó thì nó cũng phải sử dụng động cơ của Honda, trong khi Thụy Điển nó là một cái thương hiệu cũng rất mạnh về những thiết bị nhà vườn, nhưng mà họ vẫn phải sử dụng động cơ của Honda. Thì các bạn phải hiểu được Honda rất là mạnh. Và đây là chiếc máy cắt cỏ hàng bãi đã qua sử dụng và chúng tôi nhập từ Nhật về. Các bạn có thể thấy được độ mới của chiếc máy này gần như là xuất sắc. Dòng máy này là dòng máy tự hành, nếu mà các bạn muốn sử dụng cắt ở những cái địa hình bằng phẳng làm sân vườn tiểu cảnh thì đây là một trong những lựa chọn quá hoàn hảo, bởi vì cái mức của giá của nó so với việc các bạn đầu tư mua một chiếc máy mới thì cực kỳ hợp lý. Mà độ mới của chiếc máy này thì tôi khẳng định với các bạn đến đẹp đến 90%. Một cái điều mà các bạn đáng lưu ý nữa là chiếc máy này là nó sản xuất tại Pháp. Sản xuất tại Pháp các bạn nhá. Còn hiện tại các cái dòng máy 196 hoặc là 216 mà được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam á thì nó chỉ là dòng máy sản xuất tại Trung Quốc hoặc Thái Lan mà thôi. Đây là dòng máy Honda sản xuất tại Pháp, xuất xứ của nó là tại Pháp. Thì dù gì nhá, cái việc mà xuất cho thị trường Pháp họ bao giờ cũng đặt khắt khe hơn về những cái yếu tố chất lượng, giống như một chiếc xe Camry, ô tô Camry hàng Việt và một chiếc ô tô Camry hàng xuất Mỹ nó khác nhau hoàn toàn, hoặc chiếc Dram Thái và Dram Việt nó khác nhau hoàn toàn. Ok, rồi chúng ta cùng nhau đi chi tiết để các bạn có thể thấy chiếc máy này như nào. Chiếc máy này các bạn có thể thấy phần động cơ gần đẹp như mới luôn, OHC các bạn nha, cho tốc độ nhanh hơn, công nghệ mới. Máy úp trục tật trên, cái phần trục tay biên của nó sẽ ăn thẳng vào lưỡi cắt cỏ. Các bạn có thể thấy được bốn cái lốp của nó gần như mới tinh luôn. Các bạn thấy không? Rất đẹp. Ở cái lốp này nó có các cái cữ lưỡi, các bạn thấy không? Các cữ lưỡi để điều chỉnh cái độ cao thấp của cái cỏ của các bạn cắt so với cái mặt đất như thế nào, các bạn muốn cắt cỏ ra sao. Dòng này là tự động. Đây là dòng tự động các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy không? Lốp máy đẹp xuất sắc, khóa xăng. Ok, rất đẹp, quá xuất sắc luôn. Chiếc này là độ ồn là 96 dB. Các bạn có thể thấy được dòng chữ Honda France. Đó, sản xuất tại Pháp luôn. Quá là chất đi. Tuyệt vời. Rất mới. Cái này cảm giác bằng nhôm. Nhôm cứng, thật đẹp. Đây, lốp sau các bạn thấy không? Không một tì vết. Đằng sau nó cũng có các cái cữ lưỡi. Ok, dây ga mới tinh, tay lái. Nói chung là chiếc này xuất sắc. Đây là đằng sau cửa gió của nó. Chiếc này không còn túi các bạn nha, không còn túi gom cỏ. Đó, các bạn thấy không? Lưỡi của nó còn rất là đẹp. Lát nữa chúng tôi sẽ chạy thử chiếc này để cho các bạn xem cái hiệu quả hoạt động của nó như nào. Cái luồng gom này thì nó phụ thuộc vào lưỡi, tức là cái lưỡi của các bạn mà mòn ấy thì nó sẽ không tạo ra lực gió và đẩy ra đằng sau. Nên các bạn lưu ý dòng máy này là phải để ý cái phần lưỡi nhá. Chiếc máy này thì còn quá đẹp rồi, không có một cái điểm gì để chê cả. Một trong những chiếc máy rất là xuất sắc. Thôi, sau đây có thời gian chúng ta sẽ cùng nhau test thử chiếc máy này để các bạn có thể đánh giá được cái khả năng vận hành của nó như nào nhá. Ok.
cho sướng. Hạ thấp xuống nhưng phải mở cái kia ra cắt cho nó thoát. Bình thường túi như lấy đâu? Anh hỏi em như cái túi này thì được bao nhiêu phát? Túi này chỉ cắt cỏ thấp thôi, con này mới nhiều, con này đẹp như mới luôn. Đẹp xuất thần các bạn ạ. Ma nè, đẹp như mới. Mua này tiết kiệm mới tiền. Chưa bằng nửa giá các bạn mua mới. Mua mới giờ rơi tầm 20 triệu. Quá đắt. Các bạn còn mua con này chúng tôi bán cho các bạn trước nửa giá mới. Máy đẹp đến 90%. Và lại sản xuất tại Pháp. Có những cái máy mới hiện tại các bạn mua chỉ sản xuất tại Trung Quốc hoặc Thái Lan thôi, vẫn là hàng chính hãng. Và nên là hàng sản xuất tại Pháp. Các bạn không? Cùng nguồn gốc với các hãng nước hoa tinh tế hàng đầu thế giới. Đủ ma đẹp thật. Rồi các bạn chuẩn bị xem nhá. Bắn như kiểu là ngày xưa các bạn xem tốt lúa như nào thì cái này in ở đấy nào. Rồi đi. Sai. Không chống được. Thôi dừng video rồi. Cắt như này là phê lắm này. Chưa thấp đâu, em phải hạ bánh trước, bánh sau nữa. Thôi thế thôi. Ok, xin chào quý vị các bạn nhá. Nếu muốn mua hàng liên hệ ngay với Điện Máy Bình Sơn. Chiếc máy này chỉ có một cái thôi. Không có nhiều đâu. Mua nhanh thì còn, mà mua chậm thì chúng tôi vẫn còn ế để đợi các bạn mua tiếp. Rồi. Thôi. Rồi, chúng tôi kết thúc video ở đây. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.